Trạng Quỳnh, Trạng Quỳnh. Tập 23, cây cải tiếng Chúa. Âm, răm. Thải Chúa có cần mua bàn khác không ạ? À? Tốn tiền, đóng lại. Chúa Hà tiện quá, cái bàn hư hết trơn mà còn bảo đóng lại. Lo đóng đi, lãi nhãi một lát trời sẽ sập đấy. Chuyện gì làm Chúa giận thế hả? Thì chuyện ông Quỳnh gây xung đột giữa quan Văn Vũ với quan Võ đấy. Chút xíu nữa thì Văn Võ quýnh nhau có nội chiến. Quân, ra mời ông Quỳnh vào cho ta gặp. Tâu, quân nào ạ? À? Quan Văn hay quan Võ ạ? À? Trời đất ơi, quan mới có quan Văn quan Võ, quân mà cũng đòi có quân Văn quân Võ. Hai thằng đi hết, Văn Võ gì cũng đi ráo. Cậu là quân Văn, tớ là quân Võ. Oai. Quân Võ đi tiên phong, quân Văn ớn quá. Thôi, tớ làm quân Văn cho. Gặp ông Quỳnh ớn quá. Cậu vào đi, cậu vào trước đi. Này, có thằng nhóc, gọi nó ra. Ê, nhóc, ra đây cho bánh. Quỳnh, họ đến mời ta vào cọc chúa đấy. Bảo với họ là ta bệnh, không đi được. Rủi họ đòi vào nhà thì sao ạ? À? Cứ cho họ vào. Người khỏe mạnh thế thì bảo là bệnh. Cứ trùa ẻo đi rồi bệnh thật cho xem. Hai chú tìm cháu có việc quan trọng không ạ? À? Hử, mày làm như mày quan trọng lắm. Có ông Trạng ở nhà không? Ông Trạng có ở nhà nhưng không tiếp được. Ông Trạng bị bệnh, bệnh nặng lắm. Mới mấy ngày tao còn thấy ông khỏe ru cơ mà. Thì tối hôm qua trời nóng, ông Trạng ra hè ngủ, trúng gió. Trạng mà ngủ ngoài hè, xạo. Cho tao vào xem thử. Xin mời, nếu có bất trắc, Quỳnh này không chịu trách nhiệm. Chuyện gì ghê thế? Kệ, vào đi, không vào cũng chết với chúa. Kìa, ông Trạng chùm chăn kín mít kìa. Cho ta vào thử xem. Bẩm Trạng, ông ngủ rồi, về mau đi, kẻo ông dậy. Khỏe, không gặp ổng thật là may. Cậu ơi, cậu bị sao vậy? Có sao đâu. Ơ, cậu ở dưới bếp còn ai trong này? Hả, con vàng. Gâu, hoàn thành sứ mạng. Việc gì cậu phải sợ mấy ổng? Ta không sợ, ta không muốn vào gặp chúa lúc này. Cả triều đang nổi nóng vì vụ quan Văn quan Võ, tránh là hơn. Bệnh à, ta không tin. Ông ấy không thèm vào, chẳng có bệnh gì đâu. Dám trái lệnh ta, ta sẽ cho một bài học. Chúa có bài gì hay à? Có, chờ đấy. Ngươi dẫn lính ra, kéo sập nhà ông Quỳnh cho ta. Theo ta. Nam mô, nam mô. Đi phá nhà ông Quỳnh chứ có phải ra trận đâu mà nam mô. Nam mô trước cho chắc ăn, sợ ổng lắm. Ông Quỳnh chứ có phải thần thánh gì mà sợ. Không sợ sao ông cứ núp sau lưng tôi vậy? Ồn quá, đi mau. Các ngươi đi đâu đông thế? Nhà ta đâu có cần người quét mương. Chúng tôi không đi quét mương ạ. Chúa bảo phá nhà ta chứ gì. Hay quá, chưa nói đã biết. Thì đã bảo là Trạng việc gì cũng biết trước. Lặp lại nguyên văn lệnh của chúa cho ta nghe. Chúa bảo các ngươi đến sập nhà ông Quỳnh cho ta. Được, cứ làm theo những gì chúa bảo. Quỳnh, ra đây. Cầm cái roi này. Ông nào hò hét cứ quất cho ta. Ha ha, thích thật. Vút vút. Thằng nhỏ có võ. Cớ gì ông bảo nó đánh chúng tôi? Chúa bảo giật sập nhà thì cứ giật. Chúa không bảo la, la thì bị đòn. Ta không ưa ồn ào. Ha, ông nào thích cảm giác mạnh thì cứ la. Cột chặt vào. Xong rồi. Chuẩn. Ui, ông la to quá, cháu chỉ thi hành lệnh của quan Trạng, thông cảm. Kéo đi, cấm đứa nào la. Không được, phải hợp lực kéo một lúc mới được. Vô ta, ui. Tội la. Kéo phải họ vô ta mới kéo được chứ. Không biết, muốn kéo cách nào thì kéo. Nhưng miễn la, miễn vô ta. Kéo. Không được rồi ông ơi. Không hô vô ta, không kéo một lúc được, nhà không sập. Ráng mà kéo. Hừ, mệt quá. Đến chiều, phi. Về, đói rồi. Mày nhớ đấy, hôm nay mày quất tao mấy rồi, tao sẽ báo thù. Dở tệ, cái nhà chút xíu kéo cũng không nổi. Vút chốc. Lắm mồm. Ầm. Cầm. Lại gãy bàn nữa rồi. Đi đâu? Dạ, đi lấy búa đóng cái bàn lại. Khỏi, vứt đi, mua cái khác. Xài sang đột xuất khó tin. Cả đám người kéo cái nhà chút xíu cũng không xong, vô dụng. Kéo mà không cho hò hét, kéo sao được ạ? Ổng không cho là, ta có cách, không cần phải là. Kéo tới nhà ông ấy, phóng uế cho ta. Đại uế hay tiểu uế ạ? Cực đại uế. Sao không chịu đi mà còn đứng đó? Chưa đủ điều kiện phong uế ạ. Là sao?
không có cái gì vào lấy cái gì ra hả? Ha ha, ta hiểu rồi. Cho chúng ăn thật no. Đã quá, phải chi ngày nào cũng được lãnh công tác này. Tăng thêm mỗi ông một tô cơm thiêu. Không ăn cơm thiêu. Món này làm chột bụng, dễ bị đau tháo ruột, có thế mới hoàn thành sứ mạng. Xong chưa, lên đường. Đi lẹ lên, đau bụng quá. Chạy cho lẹ. Đi đâu, Tào Tháo được phải không? Chúa bảo gì nữa, đọc nguyên văn cho ta nghe. Chúa bảo, đến nhà quan trạng phóng uế, cực đại uế. Chỉ có vậy thôi sao? Vâng, chỉ có vậy. Các ngươi cứ làm theo chúa, ta không cản. Nhanh đi, chịu hết nổi rồi. Khoan, đợi một chút. Nói nhanh đi, Tào Tháo tới rồi. Chúa bảo đại uế, thì cứ đại uế. Chúa không bảo tiểu uế, đứa nào tiểu uế ta chém. Hả? Đại mà không tiểu sao được ạ? Ta không biết, đứa nào làm sai lời chúa, dám tiểu uế vào nhà ta là ta không tha. Về nhanh đi, chịu không nổi nữa. Còn lệnh của chúa thì sao? Lệnh không thi hành được, đại thì phải có tiểu chứ, làm sao đại không được. Về, Tào Tháo tới rồi. Tại ăn cơm thiêu đó. Ha ha, đuổi giặc không cần đánh. Chớ vội mừng, cuộc chiến chưa chấm dứt đâu. Quỳnh, ra nhận công tác. Tối rồi còn công tác gì nữa ạ? Bắt thích khách, tối nay thế nào cũng có thích khách. Cậu ơi, con không sợ thích khách, con sợ ma. Ma cỏ gì đi. Mợ ơi, cô. Đi, con trai phải dạng dĩ lên chứ. Vâng, dạng dĩ chỉ hơi run. Lần này mà không đại uế được ở nhà ông Quỳnh thì biết tay ta. Hịt, cuộc chiến tranh cực kỳ kỳ cục. Đừng có than, ăn cơm chúa muối tối ngày thôi. Hai đứa dụ thằng nhóc, hai đứa thi hành sứ mạng. Coi chừng nó có vũ khí. Ê ê, tụi tao đây. Cha chả dám tới nhà phóng uế. Chạy đi, chạy từ từ thôi. Ha ha, kể ra Quỳnh này cũng ai đấy chứ. Chạy mất tiêu rồi. Cậu ơi, thích khách chạy rồi. Giỏi, vào ngủ đi. Qua, chết. Vào ngủ. Không vào được ạ, à, con đã phải ám khí rồi. Vậy mà bảo là đuổi thích khách rồi. Mày bị trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Thôi ra ao rửa cho sạch đi. Hừ, nhà chúa nhất định phải làm cho được mới hả giận. Cứ đợi đấy, Quỳnh này không thua đâu. Mình đi chợ tìm mua cho tôi một cây cải thật to. Cải xanh hay cải trắng? Cải trắng, cải trắng mới có củ. Nhớ lựa củ thật to đấy. Tự dưng đòi mua cái cải to làm gì nhỉ? Thôi, thích thì chiều. Mở về, mở về. Chẳng có quà bánh đâu mà mừng. Thế sao trong rổ đầy ấp thế ạ? À? Cây cải mua cho cậu mày đấy. Tốt, tốt, mợ mày giỏi lắm. Đi cả buổi mới được một cây có củ to như thế đấy. Mệt muốn chết. Sẽ đền công cho đây. Quỳnh, rót nước quạt cho mợ. Trời, chiều vợ mà cũng sai mình. Quỳnh, thay đồ đẹp theo tao. Đi ăn cổ phải không cậu? Lấy cái màu đẹp nhất ra. Đây ạ, à, để cái cải lên. Đội lên đầu, đi. Vậy là không phải đi ăn cổ. Khải chúa ông Quỳnh, lâu lắm rồi mới thấy ông ấy đến gặp ta. Chắc hết giận cái vụ phóng uế rồi. Mời ông ta vào. Thế nào, không giận ta nữa sao? Thần nào dám giận. Lúc nào thần cũng một lòng với chúa. Lúc nào thần cũng muốn làm vui lòng chúa. Cảm ơn, chưa thể tin. Nhà thần có cây cải kỳ lạ, thần xin dâng chúa. Cây cải này không như những cây cải tầm thường đâu ạ, à, mời chúa xem. Chà, cây cải lớn quá. Quân, đem luộc cho chúa dùng. Trong lúc chờ đợi, ông chơi với ta vài ván cờ. Rất vui được hầu chúa. Chán chết, tưởng đi ăn ai ngờ đi ngồi hóng. Mấy con ruồi quái quỷ. Ta ghét ruồi lắm, chúng đậu lên món ăn nào ta bỏ món ấy ngay. Tao có con ruồi đậu trên trái đào. Đâu? Tao nó bay rồi, vứt trái đào đi. Tao vâng. Vứt vào bụng, ha ha. Tao con ruồi đậu trên trái chuối. Vứt trái chuối. Ý, lại vứt vào bụng. Ăn cho lắm đi rồi chúng thực. No rồi, hết rồi. Khải chúa, cải đã chín. Mời chúa. Hừ, chán ngắt. Nhưng thôi, hắn ta muốn cầu hòa thì mình cũng làm hòa. Chúa thấy thế nào ạ? À? Ngon, rất ngon. Chúa dùng thêm nếu thật chúa thấy ngon. Hừ, chán ngắt mà bắt ăn mãi. Ngon, rất ngon. Ông trồng cách nào mà có cây cải to, củ lại ngọt như thế? Thần không dám nói. Ông giấu nghề à, sợ ta biết bí quyết trồng cải à? Không phải vậy, thần không có bí quyết gì cả. Chẳng qua là vì vô tình.
Thần có một vườn cải bình thường như mọi vườn khác. Cây cải không lớn, củ cải cũng không to. Thế nhưng một đêm nọ, có kẻ nào đó lén vào vườn cải nhà thần phóng uế. Bỗng dưng, cây cải chỗ bị phóng uế ấy to lớn lạ thường. Có phải cây này, củ này không? Vâng, đúng là cây này. Trời ơi là trời, bị lừa nữa rồi. Tại sao ông dám lấy cây cải dơ bẩn ấy cho ta? Có gì dơ bẩn đâu ạ. À? Người ta vẫn dùng những thứ phóng uế để làm phân bón đấy ạ. À? Có lẽ phân bón này là loại tốt nên cây cải mới lớn thế ấy. Thôi, ông về ngay cho ta nhờ. Thần xin kiếu. Hừ, sai lính phóng uế ở nhà hắn hắn đem làm phân bón cải, rồi đem cải ấy cho ta ăn. Quá lắm không tha được. Ông Quỳnh ơi là ông Quỳnh, ông sẽ biết tay ta. Tập trung tư tưởng, hít vào thật sâu. Rò. Hít gì như lợn thở vậy, hít từ từ. Hít từ từ. Ý, có mùi. Ta bảo tập trung tư tưởng, hít từ từ. Hay bị viêm mũi rồi. Sao mày biết? Con hít có mùi thầy không thấy sao? Tập trung tư tưởng, hít. Tập trung tư tưởng, hít. Khét lắm rồi. Mày bảo cái gì khét? Hình như là mùi cơm khê. Chết, nồi cơm của ta. Sao mày không nói sớm? Thì con nói mà thầy cứ bảo tập trung tư tưởng. Bữa nay ăn cơm trái rồi con ơi. Không sao, cơm trái có mùi, thơm. Đồ con lợn cái gì ăn cũng được. Ông Lu, có nhà không? Có lính, mày chạy ra sao, về nhà đi. Có việc gì vậy? Ông có lệnh tòng quân, đi. Tôi già rồi, đi lính làm được gì? Lính già làm đầu bếp, đi. Không đi. Hắn muốn vừa khóc vừa đi, bắt. Đi. Cậu ơi, cậu. Thầy Lu bị bắt đi lính rồi. Hỏng bét, mọi sự đang tính. Cậu cứu thầy đi cậu. Để tao tính, đừng nhảy cà tưng như khỉ vậy. Thầy con bị bắt không nhảy như khỉ sao chịu nổi. Nghe đây, tao đang căng thẳng với đám quan triều đình, không tiện nhúng tay vào việc này. Đích thân mày sẽ cứu thầy mày. Vâng, con đi cứu thầy đây. Khoan, mày cứu thầy bằng cách nào? Con cũng chưa biết. Làm như trò chơi muốn cứu là cứu. Ra đồng gọi con Mắm về đây. Mắm ơi, Mắm. Mắm đi, Mắm ruốc, Mắm tôm ơi. Chuyện gì đó Quỳnh Đọc, Quỳnh Mỏ Nhọn, Quỳnh Tay To. Về cậu bảo kìa. Chuyện gì vậy? Cậu ăn me thiếu mắm ruốc, Mắm về cho cậu ăn. Ghét chùa chút xíu được không? Chi vậy? Thầy trụ trì bị trộm mất cái mỏ, không có mỏ để tụng kinh. Cậu cho thầy mượn cái mỏ tụng kinh một chút. Mỏ đâu tớ có? Đây. Gừ, đồ con gái lắm chuyện. Nhanh lên, chuyện gấp mà còn đùa. Hai đứa làm thế này, thế này. Đi nhanh lên, chậm như rùa. Dạ sao đi nhanh được? Sao ông nội tôi đi nhanh được? Không tin. Ông nội hắn nằm trên võng, bốn đứa khiêng một lúc đi nhanh là phải. Vậy mấy ông khiêng tôi để đi cho nhanh. Ông không phải ông nội tôi. Ý, có con bê một coi. Tao thấy trước, của tao. Của tao, tao tuổi con bê. Của cháu, cho cháu xin lại. Nhìn ảo, đi chỗ khác. Cháu nói thật, con bê của cháu đi lạc, cháu tìm nãy giờ. Không phải của ai hết, nó là của chung, đem về nướng, ăn chung. Ý kiến hay, dẫn đi. Trả lại cho cháu, hu hu hu. Con Mắm đâu có đi chăn bê, chuyện gì đây? Thằng Quỳnh, nó cũng đi chăn bò. À, âm mưu giải thoát mình đây. Có ai thấy con bê không? Người ta tìm con bê đấy, mấy ông chạy nhanh đi. Chạy. Con của chị bò đấy, thấy không? Hừ, bắt con ta. Bò, trả con ta bò. Kẻ trời nam hịt, người biển bắc hịt. Chạy nhanh đi thầy ơi. Hai đứa giỏi lắm. Đứa nào nghĩ ra kế ấy? Đứa này. Mua ấy của cậu con đấy. Cảm ơn, cảm ơn. Về nhà cảm ơn cũng không muộn, đi mau đi. Lần trước ông bảo vào Nam rồi, sao giờ còn đây? Đi không đành. Sao vậy? Tại cái thằng khỉ gió này. Ơ, sao lại tại con? Mày bỏ đúng về nhà, tao đi không đành. À, nó bỏ về nên ông cũng về theo. Thấy chưa, Quỳnh cũng ấn tượng lắm đấy. Không có Quỳnh thầy không thể đi. Ấn tượng cái đầu trọc, cái mỏ nhọn, cái tai voi ấy. Kệ, miễn sao gây ấn tượng là được. Con cũng ấn tượng lắm mà. Chỗ nào ạ? Cái tên, kêu tên con là nhớ tới mùi thơm ngay. Đến chỗ thầy lưu trốn, đưa bức thư này cho thầy. Vâng ạ, con đi ngay. Không sợ ma nữa à? Vì thầy con không sợ gì cả, dũng khí. Đi theo bờ sông cho kín đáo. Ơ, ở đất có ma da. Dũng khí đâu? Đây ạ, con quên. Tôi hùi ớn quá. Hừ, ma bắt mình rồi.
điểm huyệt chốc xíu. Cô, cô ma bắt. Tao bắt chứ ma nào bắt. Ờ sao thầy bắt cóc con? Ông Quỳnh bảo tao làm thế. Bắt cóc mày làm chi cho đúng cơm. Thư của ông Quỳnh đây, đọc đi. Con phải theo thầy lưu vào Nam. Ở đây con sẽ bị liên lụy bởi ta. Con hãy cố học tập để thành người tài đức, giúp dân giúp nước. Ta biết con thương ta, thương mợ lắm. Nhưng vì tương lai của con phải nghe ta. Nam nhi đại trượng phu không bị lụy vì tình cảm. Can đảm lên. Hù qua hù hù. Khóc vừa thôi, lật thuyền bây giờ. Ăn vài cái trứng luộc cho tỉnh lại đi. Con không ăn. Lần đầu tiên tao thấy mèo chơi mỡ. Bình tâm lại sẽ hết thôi, đừng lo. Ực ực. Uống gì dữ vậy để dành nước chứ. Nóng ruột quá, uống nước vào cho nguội. Quay thuyền lại đi thầy ơi, con nóng ruột quá. Cái thằng rắc rối quá, đi ngủ đi. Hey, cho hỏi thăm có thuyền đi tuần không? Không, cứ đi thoải mái. Có thừa nước uống không, bán cho một ít. Cặp thuyền vào đi. Cảm ơn, tiền đây, đi nhé. Ừ, đi. Ơ, thằng nhóc đâu? Thầy ơi, con về nhà đây. Trời, nó nhanh như sóc. Mày về, tao cũng về theo. Nóng ruột quá. Ăn cái gì mà chạy chậm quá. Qua khúc quanh này là tới nhà răm. Đuôi hả? Ơ, là cậu à. Hoa Quỳnh ơi. Cậu làm sao? Về nhà sẽ rồi. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.